Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Liên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay đã có trận đấu quyết liệt của đội U23 Việt Nam tại giải đấu U23 Asian Cup ở Uzbekistan 2022. Thì đây là một trận đấu hết sức sinh tử quyết liệt giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, thưa quý vị. Và vị thế của đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp. Và trong tình huống là đội tuyển của Hàn Quốc thắng Thái Lan thì Hàn Quốc sẽ đứng nhất bảng C và đội tuyển Việt Nam nhì bảng C. Và hai đội sẽ dắt tay nhau vào vòng trong, thưa quý vị. Thì huấn luyện viên người Hàn Quốc là Gon Okun đã thay 5 vị trí tiền vệ so với trận hòa Hàn Quốc. Ở trận hòa Hàn Quốc thì có thể nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam đã lập nên một cái thành tích mới ở giải Asian Cup châu Á, tức là lần đầu tiên Việt Nam đã thủ hòa một cách thành công. Một trận đấu mà Việt Nam bị ghi bàn trước và đã gỡ hòa, khiến cho huấn luyện viên Gon được ít sức là khen ngợi. Thì ở trận này có vẻ huấn luyện viên Gon không mấy hài lòng với hàng tiền vệ của trận đấu trước, cho nên đã thay tuyến giữa. Và cơ bản thì đội tuyển của U23 Việt Nam sẽ chơi đấu pháp 4-1 hoặc chuyển thành 4-4-2. Và trên màn hình thì quý vị thấy đội hình của đội tuyển Việt Nam gồm có thủ môn Quang Văn Chuẩn, hậu vệ Phan Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, đội trưởng Nguyễn Thanh Bình, Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đên, Đung Quang Nho, Nguyễn Hải Long, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Văn Công. Còn đội hình của tuyển Mã Lai thì có thủ môn Fridos Yeman, Quentin Chang, Faiz Buzana, Harit Kakwan Adam, Mukari Zaman, Khua Afa, Ziki Khalili, Saizia Basha, Uma Hakem, Ayman Afif, Safi Aswad và huấn luyện viên là Brad Maloney. Thì có thể nói là trận đấu này đội tuyển U23 Việt Nam đã thành công ngay trong hiệp nhất, thưa quý vị, và đã có 2 bàn thắng. Nói chung là một bàn là từ Bùi Hoàng Việt Anh, đội trưởng, và một bàn là từ tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Có thể nói Việt Nam với thời của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tái phát hiện cầu thủ tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, thưa quý vị. Đây là cầu thủ trẻ đến từ đội Viettel. Cầu thủ này cao 1m81 và trong đội hình đội tuyển của Việt Nam thì đá với cái vai trò là tiền đạo cắm. Có thể nói đây là một cái sự phung phí nhân tài của Việt Nam khi mà cầu thủ này 17 tuổi, từng là chân sút coi như là vua phá lưới của U17 Việt Nam, thưa quý vị. Tuy nhiên với cái thể hình cao lớn, khi mà đá cho đội Viettel trong 5 năm trời thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của Viettel đã phung phí nhân tài, biến từ một cầu thủ với cái sự săn bàn xuất sắc ở tuổi 17 biến thành một trung vệ đá lệch trái, thưa quý vị. Nói chung là việc này là hết sức phung phí khi mà Việt Nam rất thiếu nhân tài ở hàng tiền đạo, thì lại đem một tiền đạo, một tương lai của Việt Nam đem đá trung vệ, thưa quý vị. Tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo
đã trả lại vị trí đúng cho Nhâm Mạnh Dũng khi mà sử dụng Nhâm Mạnh Dũng là một trong bốn tiền đạo và Nhâm Mạnh Dũng là một trong tiền đạo dự bị, thưa quý vị. Và anh đã tỏa sáng, nói chung là trở lại cái vị trí mà vào lúc năm 17 tuổi đã từng tỏa sáng ở giải U17 của Việt Nam, thưa quý vị. Nói chung là huấn luyện viên Việt Nam thường rất là phung phí nhân tài. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là với một cái góc nhìn khác của huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng đúng vị trí của Nhâm Hoàng Dũng. Trong trận đấu cùng giờ thì đội tuyển U23 Thái Lan cũng không thể làm gì đối với đội tuyển U23 của Hàn Quốc và chấp nhận thua 0-1 ngay ở hiệp thứ nhất, thưa quý vị. Và có thể nói là sang hiệp 2 tình hình cũng không được cải thiện và cuối cùng thì Thái Lan cũng đã thua cho Hàn Quốc 0-1. Và Malaysia, một đội bóng thường mệnh danh là con hổ Mã Lai với chiếc áo vàng quen thuộc lần này, mặc dù báo chí Mã Lai đã quyết tâm nói rằng là Mã Lai cần phải chiến đấu trước Việt Nam, nhưng mà tình hình rất là rệu rã khi mà Mã Lai đã hết đường vào vòng trong, thưa quý vị. Và báo chí Mã Lai hy vọng là không phải chấp nhận một trận thua đáng xấu hổ. Và chúng ta cũng biết là cuối cùng thì Mã Lai cũng đã thua 0-2. Thì có thể nói xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã tiến vào vòng tứ kết, thưa quý vị. Nói chung là càng lúc thì những năm gần đây đội tuyển bóng đá cả nam lẫn nữ U23 đều rất thành công, thưa quý vị. Và xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã đứng thứ 95 trên thế giới và đứng thứ 15 của châu Á, thưa quý vị. Thì đó là tình hình mà chúng tôi xin cập nhật cho quý vị khán thính giả. Còn đội tuyển nữ của Việt Nam đứng thứ hạng 34 trong bảng xếp hạng của FIFA. Xin chúc mừng đội U23 đã tiến vào vòng tròn.